Năm điều cần lưu ý khi đàm phán. Thứ nhất đó là không khí của buổi đàm phán. Cái bầu không khí có vai trò rất là quan trọng để quyết định cái buổi đàm phán của bạn có thành công hay là không. Bầu không khí của buổi đàm phán sẽ được xác định từ cái khoảnh khắc mà cả hai cùng bước vào phòng đàm phán hay là cùng ngồi vào bàn đàm phán. Nên để cuộc đàm phán dễ thành công thì chúng ta hãy cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái, nhẹ nhàng, vui vẻ. Đó là một điểm rất là quan trọng. Thứ hai đó là nắm bắt tâm lý. Tâm lý của đối phương sẽ thể hiện qua thái độ, lời nói, cử chỉ, ánh mắt. Nên các bạn phải quan sát và phối hợp với phân tích để có thể nắm bắt thật tốt cái tâm lý, diễn biến tâm lý và sự thay đổi tâm lý của đối phương trong buổi đàm phán để có được những quyết định cũng như cái sự thay đổi, ứng biến và giao tiếp tốt nhất trong buổi đàm phán nha. Thứ ba đó là hình thành tư duy đôi bên cùng có lợi. Thật ra trong đàm phán thì ai cũng mong muốn giành được cái phần hơn về mình. Nhưng nếu ai cũng muốn hơn thì ai sẽ là người chịu thiệt. Hơn nữa trong đàm phán, nếu bạn làm cho đối phương cảm giác là bạn luôn luôn muốn kéo phần thắng, muốn giành phần hơn về phía bạn, thì bạn sẽ khiến cho đối phương cảm thấy không thoải mái trong cái cuộc đàm phán lần này. Nên tư duy đôi bên cùng có lợi sẽ là tối ưu nhất trong các cuộc đàm phán. Nếu bạn muốn lợi ích cho mình thì cũng hãy chứng minh cho đối phương, thể hiện cho đối phương thấy bạn cũng đem lại lợi ích cho họ. Thứ tư đó là chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung trước khi đàm phán. Bạn sẽ không thể đạt được kết quả của buổi đàm phán như bạn mong muốn nếu bạn không chuẩn bị thật kỹ nội dung. Giống như cái việc bạn muốn bán được hàng nhưng bạn không hiểu rõ về sản phẩm vậy. Thứ năm đó là tìm hiểu kỹ về cái đối tượng mà sẽ đàm phán với mình. Một câu mà ai cũng biết đó là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không? Nên trước khi đến cái buổi đàm phán ngày hôm đó, các bạn hãy dành thời gian để nghiên cứu cũng như tìm hiểu về cái đối tượng mà sẽ cùng đàm phán với bạn ngày hôm đó. Khi bạn càng biết nhiều thông tin về đối phương thì cái khả năng làm chủ của bạn trong cái buổi đàm phán sẽ cao hơn rất là nhiều. Nếu các bạn yêu thích cũng như là quan tâm hơn về các cuộc đàm phán và tâm lý cũng như những cái chia sẻ trải nghiệm về đàm phán thì sắp tới đây vào ngày 26 tháng 8 vào lúc 6 giờ tối, Mèo sẽ có một cái buổi workshop chia sẻ về đàm phán cũng như những cái thương thảo đàm phán quốc tế cùng với câu lạc bộ ICC của Trường Đại học Ngoại thương ở cơ sở 2. Nếu các bạn có yêu thích cũng như sự quan tâm thì có thể bấm vào link Mèo để ở phần bình luận để có thể đăng ký tham gia nhé, và hoàn toàn miễn phí đó.